여보, 여기 300만 원. 오빠 김치 먹어요? 아유, 이돈 쓰고 밥 맛있게 드세요. 아, 진짜? 어? 맛있게 드세요. 오늘 좀 일찍 와. 늦게 오면 죽는다. 오늘 쉬어? 어? 아, 이제 밥 써야 되는데. 갬블링 하러 가자! 갬블링? 갬블링! 안 돼. 밥 먹으러 가. 좀 맛있는 거 먹으세요. 그래? 아유, 무상하게 이거 라면 먹지 말고, 아, 자기야. 좋아. 돈 따로 먹고 라면 먹고. 맛있게 드세요. 가난한 응? 사람이 라면 먹어야 돼. Ở đây cả nhà ơi, sau bao nhiêu ngày làm nông vất vả thì đây là cái số tiền mà em kiếm được, và hôm nay sẽ cầm số tiền này và ra gửi vào tài khoản ngân hàng. Khi mà đi làm nông thì sẽ nhận được tiền mặt, vì vậy là đây là một số tiền khá là lớn đối với em. Và bây giờ sẽ đi gửi ngân hàng đây. Mọi người ơi, tổng chỗ này là 3 triệu won. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và mọi người nếu mà chăm chỉ làm việc thì chắc chắn là thành quả của mình sẽ rất là ok và nhận được nhiều tiền mọi người nhé. Và chúng ta hãy cùng chăm chỉ, cố gắng và nỗ lực làm việc nào. Chăm chỉ, chăm chỉ, chăm chỉ. Chồng ơi, 주세요. nà cho chồng. Chẳng có ai không thích tiền các bạn nhỉ. Đấy, chồng em nhận được tiền mà thích chưa? Chồng em ra, nói chung là ra cây ấy. Bên Hàn nó chuyển tiền trực mặt này trực tiếp từ cây vào tài khoản được, đỡ phải mất cái phí giao dịch, hay là ra nếu mà ra ngân hàng chuyển thì cũng có thể mình phải mất một cái phí hoa hồng nào đó. Tuy nhiên thì ra cây chuyển thì không mất phí, và chồng em sẽ ra chuyển. Và ngày hôm nay thì chia sẻ đến các bạn đây là thành quả lao động và 3 triệu won. 3 triệu won này đi làm nông rất là vất vả mọi người ạ. Và em đã cố gắng rất là nhiều và chúc cả nhà thành công nhé. 돈 줘서 고마워요. 용돈 잘 쓸게요. 그럼 bảo cho tiền, cho tiền đi, ông tiêu ông thích. Nhớ cái quà. 고마워. 내 거야. Hôm nay đi ăn hamburger các bạn ơi. Và sau khi đưa cho chồng tiền thì bây giờ được đi ăn hamburger đây. Bình thường thì ít khi đi ăn ở những cái quán như thế này. Hamburger quán này thì hơi đắt. Một set hamburger giá là 14.000 won. Ngon quá chồng ơi. Wow. Một set như thế này là 14.000 won đây. Đây là cái khoai tây được theo xét. Cái này là khoai tây nhà em mua thêm. Khoai tây này nó vừa mới chiên xong hay sao ấy, rất là giòn và rất là ngon. Ăn cũng rất ok nhỉ. Hamburger nhìn có vẻ rất là to. Chồng em cười nhìn cười quá. Mà có bài hộp à? Mà có bài. To. 가격이 센데. 또 봤다. 일단 잘라요. 한 도야? 고민이 먹을 때 이렇게 잘라서 먹어요. 하는 거. 먹어봐요. 오빠 먹어봐요. 안 thử đi. Cái này là của em. vị cũng ngon nhỉ. Ngon được ạ. Má sợ. Hôm nay được vợ đưa tiền cho chồng em rất là vui. Không phải lúc nào cũng là đàn ông đưa tiền cho phụ nữ, mà nhiều khi vợ cũng nên đưa tiền cho chồng. Ngày hôm nay rất là vui chia sẻ với các bạn video, chồng em rất là hạnh phúc.